Mua các củ sạc, quạt tản nhiệt, sạc dự phòng cho điện thoại tại Cam Store. Đây là shop của mình nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Bấm ngay vào đường link phần mô tả và bình luận của video. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Apple Channel Home Review đây. Như vậy thì mình cũng đã dùng được khoảng tầm 1 tuần với con Vivo X100S này rồi. Và có thể khẳng định với các bạn rằng với số tiền anh em bỏ ra để mua bây giờ khoảng tầm 13 đến 15 triệu cho con Vivo X100S này là nó xứng đáng đến từng xu. Và nếu anh em nào đang cần một con điện thoại cam đẹp, đang cần một con điện thoại hiệu năng ok, thời lượng pin tốt, màn hình đẹp thì X100S là cái con điện thoại mà nó gọi là sao nhỉ? Nó vượt qua cái số tiền anh em bỏ ra rồi, nó tối hóa cực kỳ ngon ở tất cả mọi thứ. Tuy nhiên ấy thì con này sau khoảng tầm 1 tuần sử dụng mình thấy rằng là đối với cá nhân mình thì mình sẽ không mua chiếc máy này. Tại sao lại như vậy? Thì ok, chúng ta cùng nhau đi vào với nội dung chính nhá. Nếu anh em nào quan tâm con Vivo X100S này, Vivo X100 Pro, 100 Ultra thì đường link mình sẽ để ngay bên dưới cho anh em nhá. Đợt trước mình mua con này ship mobile thì giá là khoảng tầm 13 triệu mấy app voucher thôi. Đợt này thì chắc là anh em mà mua app voucher vào chắc cũng chỉ khoảng 13 triệu mấy hoặc là 14 triệu. Nói chung là khá là rẻ cho cái con X100S này. Cái yếu tố đầu tiên sau vài ngày sử dụng ấy thì mình thấy rằng là cái con này ốp nó nhanh bẩn quá anh em ạ. Ốp con này cực kỳ nhanh bẩn luôn. Mình ban đầu mình cứ nghĩ rằng là cái con này nó sử dụng cái ốp là cái màu gì nhỉ? Màu hơi xám xám thì chắc là nó sạch. Đấy, dùng khoảng tầm 3-4 hôm thì anh em thấy là cái trên cái ốp nhá, nó không có hiển thị trên video thì có thể là không rõ, nhưng ở ngoài thì nó thành màu cháo lòng rồi. Tức là cái ốp mà ốp màu của Vivo ấy thì nó còn nhanh đổi màu hơn cả cái ốp silicone trong luôn, nên là mình là một cái người mà mình không thích những cái gì bẩn bẩn kiểu như thế này này, nên là mình đã bỏ qua rồi anh em ạ. Đó, và nếu anh em nào mà chuẩn bị mua con Vivo X100S ấy, thì sẵn sàng là mua giúp mình một cái ốp trước nhá. Còn nói về con Vivo X100S này thì muốn chia sẻ cho anh em cái lý do tại sao mình không mua con này. Thứ nhất, con Vivo X100S mình mua để là một con điện thoại phụ, và mình thường xuyên dùng con này để xem livestream TikTok, mình thường xuyên dùng con này để mình tương tác mua hàng ở trên TikTok. Nhưng mà Vivo X100S nó không có được cái TikTok Shop. Đấy, mình đã tải cái phiên bản TikTok Việt Nam nhé, không phải TikTok quốc tế đâu, và nó vẫn có thể xem livestream Việt Nam được hoàn toàn bình thường. Đấy, nó vẫn có thể là tìm thấy tài khoản sử dụng hoàn toàn bình thường, tuy nhiên nó không có phần giỏ hàng TikTok Shop và nó không xem được các video livestream nhiều mùng 6 tháng 6 hoặc là các video livestream của mình chẳng hạn. Đấy, mình không kiếm video để mà xem là mình không xem được cái livestream của mình luôn, và đương nhiên là không xem livestream được, không có giỏ hàng thì nó không thể sử dụng để mua hàng trên TikTok. Và anh em biết rồi, là TikTok là cái miếng cơm của mình, mà nếu mà không làm được điều đấy thì chắc chắn là mình sẽ không thể sử dụng lâu dài với con điện thoại này được. Nhưng mà nếu anh em nào mà kiểu chúng ta vào từng tài khoản để kiếm đi, đấy, từng tài khoản để kiếm này, thì anh em vẫn thấy rằng là chúng ta vẫn có một vài cái sản phẩm được trưng bày. Nhưng mình đã thử rồi, lúc mà mình đang livestream bà Cao Hùng review này, mình vuốt F5 để mình xem có cái hình bong bóng chat nó đang nháy lên để bấm vào livestream không, thì không nha. Con này hoàn toàn không thể nào xem livestream có giỏ hàng ở trên TikTok được, nên mình đánh giá là cái này thì khoai quá anh em ạ. Nên là một trong những yếu tố mà mình nghĩ rằng là nó không ảnh hưởng đến nhiều người đâu, nó chỉ ảnh hưởng đến một vài anh em mà kiểu thích mua hàng trên TikTok, thích xem livestream mua hàng bán hàng trên TikTok ấy, thì cái con này là sẽ không thực sự tốt cho lắm. Và cái điểm tiếp theo mình không thích nữa đó là cái bàn phím. Đấy, bàn phím mặc định tiếng Trung ấy thì nó hơi kém. Còn bàn phím Google ấy thì đây, bàn phím Google con này thì nó sẽ hơi bị thụt sâu xuống phía dưới quá. Và mình đã xem hết toàn bộ tất cả cài đặt của bàn phím Google rồi, và nó không có một cái phần nào để đẩy cái bàn phím này nó lên cao cả. Nên là khi mà chúng ta bấm phím bằng cái con này ấy, thì nó thường xuyên bị bấm nhầm. Và đây cũng là một trong những điểm mà mình không thích lắm. Đấy, nếu như bàn phím ở trên iPhone nó tạo nên một cái gì ạ? Một cái khoảng trống ở bên dưới này, bấm cực kỳ chính xác luôn, và nó phân bố các vị trí phím bấm, bố cục phím ok hơn. Đấy, nhưng mà bàn phím ở trên con Vivo này nó không được như vậy. Bàn phím nội địa thì nó vẫn có một cái khoảng trống nhất định, nhưng mà bàn phím quốc tế thì anh em không làm được điều này. Và ngoài ra nữa, nếu mà anh em muốn làm ấy thì anh em sẽ cài một vài cái ứng dụng gọi là ứng dụng bàn phím nhất định. Còn với anh em nào mà dùng bàn phím Google quen như mình rồi thì không dùng được anh em nhé. Mình nghĩ rằng là điểm yếu con này thì nó chỉ yếu tố là liên quan đến cái việc là tối hóa cho ứng dụng quốc tế nhiều thôi. Đó là về cái phần trễ thông báo. Thì với con này nó có trễ thông báo nhé. Mặc dù mình đã thử rất nhiều biện pháp để có thể gọi là
tối ưu hóa cái phần thông báo. Ví dụ nhé, mình vào phần cài đặt này, mình kéo đến chọn vào cái phần pin, và ở phần pin này thì mình chọn đến là quản lý mức tiêu thụ dưới nền, và mình đã tìm những cái ứng dụng mà mình hay dùng. Facebook mình cho là mức sử dụng pin cao dưới nền, tức là nó sẽ không còn bị giới hạn nữa. Hay kể cả là Messenger mình cũng đang để ứng dụng là tiêu thụ pin cao rồi. Và hơn nữa, gọi là sao nhỉ, để an tâm hơn ấy, thì mình cũng vào luôn phần là cài đặt ứng dụng. Theo đó là mình phân quyền cho cái ứng dụng này này, đấy, lên cái mức cao nhất để nó không bị giới hạn bởi cái thông báo. Đây này, ở trong Vivo sẽ có một cái mục là tạm dừng hoạt động ứng dụng nếu không dùng. Đó, tức là nếu mà cái ứng dụng bình thường anh em không dùng đến ấy, nếu mà anh em bật cái này lên này thì nó sẽ chặn hết toàn bộ thông báo luôn, thì gần như là các bạn sẽ không có thông báo gì cả. Nhưng mà mình đã tích bỏ rồi, thậm chí nhá, mình còn mở ứng dụng lên, mình còn khóa đa nhiệm của nó, dấu khóa ở đây này, anh em thấy không ạ? Thì cái con này nó sẽ fit được đâu đó khoảng tầm là 50% thông báo so với một chiếc máy quốc tế hoàn toàn bình thường. Và hiện tại mình đang sử dụng con Oppo Find N3 iPhone, thì mình thấy rằng là với cái con Vivo, nếu mà khi mà mình mới vào ứng dụng nhé, sau đó mình out ra này khoảng tầm vài phút sau thì nó vẫn nổ thông báo được. Nhưng mà nếu như mình out TikTok ra khoảng tầm 1-2 tiếng, out YouTube ra khoảng tầm 1-2 tiếng thì gần như là nó sẽ không còn thông báo, hoặc là đôi lúc có, đôi lúc không, và đôi lúc nó sẽ bị chậm. Thế này nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều tới cái công việc của mình, tại vì công việc mình phải cập nhật thường xuyên tin nhắn của đối tác này, rồi cũng phải lên check tin nhắn xem là các bạn chăm sóc khách hàng như thế nào. Thì nói chung á, là cái này nó sẽ ảnh hưởng hơi nhiều nha. Đấy, anh em nào mà sử dụng công việc nhiều Telegram các thứ ấy thì hãy cân nhắc. Đấy, còn điểm yếu của mình thì mình thấy rằng nó chỉ có khoảng tầm là 3-4 điểm yếu, và chủ yếu là liên quan đến chiếc máy này là chiếc máy nội địa. Và khi mà chúng ta mang nó ra thị trường quốc tế để mà sử dụng thì nó gặp rắc rối để cái phần là tối ưu hóa ứng dụng quốc tế, tối ưu hóa cái phần thông báo thôi. Còn lại tất cả mọi thứ của con này đều làm rất xuất sắc. Cái xuất sắc nhất ấy, là cái số tiền anh em bỏ ra cho cấu hình là rất tốt. Em này được trang bị con chip là Dimensity 9300 Plus, và điểm số hiệu năng của em này đạt được là 2.054.000 điểm AnTuTu, chứng tỏ rằng hiệu năng của con này nó sẽ mạnh hơn so với con chip Snapdragon 8 Gen 2. Con này vẫn mạnh hơn con 8S Gen 3 luôn. Nếu mà có thua thì nó chỉ thua một chút xíu so với con Snapdragon 8 Gen 3 mà thôi. Và so với hiệu năng của con này so với con iPhone 15 của mình nhá, thì mình đánh giá là con này chơi game còn thích hơn iPhone 15 anh em ạ. Lý do là mình thường xuyên chơi những tựa game nặng. Gần đây thì mình thay chơi tựa game là Metal Storm. Đấy, tựa game này mặc dù là nó chỉ có 3GB thôi nhưng mà yêu cầu tài nguyên máy rất là nặng. Đấy, mình chơi trên iPhone ấy thì nó drop xuống khoảng tầm 5 mấy, 4 mấy có. Nhưng mà trên em này mình chỉ cần vào game, mình bật cái chế độ gọi là boost hiệu năng của nó, chơi game cực kỳ ngon luôn. Nó không bị nhanh quá nhiệt. Đấy, mặc dù nóng lên rồi nhưng mà nó vẫn duy trì cái phần FPS đều. Nên là cái vấn đề mà chơi game thì mình đánh giá là mình thích chơi game ở trên con này hơn. Đó, và hiệu năng của em này thì gần như không có gì để chê cả. Tất cả mọi tác vụ ứng dụng đều rất là ngon. Kể cả là anh em chơi Genshin Impact ấy, thì cũng không thành vấn đề. Có chăng là những ứng dụng quốc tế, những tựa game quốc tế thì nó chưa tối hóa cho cái con Dimensity 9300 Plus. Như là PUBG thì mình chỉ mới chơi được khoảng tầm 60 FPS thôi, thậm chí là còn không bật được HDR cộng 60 nha, mà chỉ có HDR cộng với lại 40 mà thôi. Đó, đó cũng là cái vấn đề này. Vấn đề tiếp theo là anh em chơi những tựa game FPS cao hơn như kiểu 90, 120 ở thị trường quốc tế thì nó vẫn chưa tối ưu cho lắm. Nên là cái này thì chúng ta cần thời gian, hoặc là chúng ta cần phải có một cái tip trick gì đấy để có thể unlock lên. Còn lại thì về cái phần hiệu năng để mà cày game các thứ thì mình vẫn nói thật với anh em rằng con này nó là quá khỏe. Đấy, tất cả mọi thứ gần như anh em có thể xử lý được hết, nhanh, mượt, và quan trọng hơn nữa là cái hệ điều hành Oxygen OS ở trên em này ấy, nó tối ưu hóa hơn Hyper gấp 4 lần. Đấy, tối ưu hóa tới từ cái phần là game, tối ưu hóa tới cái phần là gọi là sử dụng ứng dụng. Và con này mình gần như không gặp bất cứ một tình trạng nào gọi là đóng ứng dụng tức thì, hoặc là nó gặp tình trạng lag, hoặc là nó bị tối ưu hóa ứng dụng ngu hay là gì gì đấy cả. Có chăng chỉ gặp vấn đề về ứng dụng quốc tế thôi, chứ còn ứng dụng nội địa của con này hoặc là ứng dụng mà khi mà mình cài lên rồi ấy thì tất cả đều hoạt động rất là trơn tru. Và về cái phần tối ưu hóa phần mềm thì cái con này nó thật là mọi người là nó làm rất là ngon. Kể cả là khi mà chúng ta vào những tựa game này, chúng ta sẽ có những cái giao diện chuyên về gaming, như là cái chế độ là Multi Turbo. Ở đây nó sẽ búp cho anh em lên cái phần là hiệu suất cao, GPU, CPU, tăng tốc độ làm mới này, tăng tốc độ lấy mẫu cảm ứng vân vân này, và cho phép chúng ta lựa chọn giữa 4G, Wi-Fi các thứ. Nói chung là về cái phần hỗ trợ cho hiệu năng phần mềm sử dụng ấy thì cái con Oxygen OS này nó ngon hơn Xiaomi khá là nhiều anh em nhé. Và kể cả là về phần bên trong ấy thì khi mà anh em mua con này, chúng ta đã có sắm tiếng Việt 100% rồi. Đấy, có chăng là vẫn còn lộn xộn thêm một vài cái tiếng Tàu nếu như các bạn để cái phần tìm kiếm, hoặc là một vài cái ứng dụng chung như kiểu phần chơi game của nó chẳng hạn, nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều. Và nhìn chung á, là chúng ta vẫn có cái trải nghiệm sử dụng rất tốt. Và kể cả là anh em sử dụng những cái ứng dụng quốc tế như là anh em cài theo ứng dụng ngân hàng MB, Vietcom hoặc là Momo,
thì cái con này nó cũng không ảnh hưởng và vẫn có thể cài được một cách hoàn toàn bình thường, vẫn có thể sử dụng được một cách hoàn toàn bình thường. Và về cái phần mềm ấy thì mình đánh giá rất cao ở em này, tấu hóa tốt, cấu hình thực sự ngon. Rồi, đây là cái điểm mà anh em quan tâm nhiều nhất này, camera của con này thì mình nói thật luôn, trong phân khúc hoặc là kể cả phân khúc cao hơn đi thì nó cũng chỉ được như thế này thôi. Đây là cái camera mình đã chụp ở trên cái con Vivo X100S trong suốt khoảng tầm là một tuần vừa qua. Và với chi tiết hình ảnh thu được và những cái chế độ mình chụp ấy, thì ở trên con X100S ấy, mình đánh giá là chi tiết, màu sắc, khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng, đủ sáng của nó là rất ngon. Và quan trọng nhất ấy, là cái độ chi tiết và đặc biệt là cái camera tele của em này, mình chụp mình cảm thấy rằng rất thích. Đấy, cái camera tele khi mà mình chụp ở tiêu cự 75 ấy đó, hoặc là mình zoom ra ở cái kích thước xa hơn thì mình thấy là cái độ chi tiết của con này tốt, can thiệp AI và nó đẩy chi tiết thêm càng tốt hơn. Và đây là một vài tấm ảnh mình chụp ở tiêu cự 70, anh em có thể tự xem nhé, độ chi tiết của nó phải gọi là căng cực, khả năng tách phông và chủ thể phải nói là rất là ngon luôn. Màu sắc cho dù mình chụp ở điều kiện ngược sáng hay là thuận sáng thì gần như là nó vẫn xử lý được một cách rất tốt và nó tách bạch hoàn toàn so với phần background luôn. Nói chung là anh em nào chụp sản phẩm này, chụp mẫu này, chụp chân dung này thì ở trên em này anh em sẽ không cần phải lăn tăn, không cần phải cân nhắc đâu nhá. Và ngoài ra thì cái phần camera góc rộng và camera chính con này thì mình thấy là làm vẫn rất là tốt. Camera 25 của con này thì độ chi tiết khi mà zoom ra vẫn rất là ok này. Đó, nền trời xanh, chi tiết tốt. Nói chung là về cái phần camera thì mình cũng chỉ để chê cả đâu. Đấy, nếu mà anh em có tiền, có điều kiện thì có thể nâng cấp lên X100S Pro hoặc là có thể nâng cấp lên 100 Ultra cũng được. Nhưng cái sự khác biệt đấy, chắc chắn có nhưng mà nó không nhiều. Đấy, và số tiền tương lai chênh lệch nhau khoảng tầm 6 triệu cho cái phiên bản Pro và khoảng tầm 10 triệu cho phiên bản Ultra thì mình thấy rằng là nó không đáng đấy các bạn. Nó không đáng. Tại vì cơ bản là X100S nó làm đẹp như thế này rồi, nó làm ngon như thế này rồi thì tội gì phải X100 Ultra. Trong khi cái con số, ví dụ như chúng ta từ 8 chỉ lên 9 thôi, hoặc là từ 8 lên 10 thì nó chênh lệch nhau không quá nhiều về phần điểm số đúng không? Đấy, trừ khi nào mà một bên là 5, một bên 8, một bên 5, một bên 10 thì lúc đấy cái sự nâng cấp chúng ta nó mới xứng đáng. Rồi, và đây cũng là một vài tấm ảnh mà mình chụp chân dung từ cái cam chính của nó, cam 50 tiêu cự 50 này, mình chụp là con bé con của mình này, mình chụp cam tiêu cự 24 này. Anh em thấy là con này nó làm background tốt chứ, xử lý hậu kỳ rất là ngon. Và một trong những thứ mà mình rất là thích ở trên con Vivo nữa đó là về cái khả năng chụp ảnh AI 4 mùa. Nhưng mà cái này mình thấy rằng là nó chỉ mang tính chất vui vẻ thôi. Dạo ở đây thì mình khá là hay chụp cái này để xem là khi mà chuyển qua mùa đông nó sẽ như thế nào. Thì đây là chụp ảnh trong phòng mà mùa đông này, mọi người thấy không, nó phách cái giường thành một cái ván gỗ này, rồi nó thêm bông tuyết vào, nhìn nó rất là hay luôn. Nó kiểu chúng ta đang nhìn tấm ảnh này lên Facebook ấy thì cũng tương tác tốt anh em ạ. Khi mà chụp ảnh lên mà chỉnh AI ấy thì anh em thấy cái phần tóc này so với background nhé, nó vẫn tách bạch luôn ạ, nó xịn sò đến cỡ đấy. Đấy, và độ chi tiết mình chụp ảnh trong nhà thì mình thấy nó vẫn ok, da cũng đã được gọi là làm đẹp nhẹ, nó vẫn đã tăng cái độ mịn lên rồi. Đó, và cái này ấy, thì mình thấy rằng là cái chỗ AI này nó sẽ phù hợp nhất là khi mà chúng ta chụp ảnh và có một cái chủ thể chính và chúng ta muốn làm nổi bật cái chủ thể chính đấy ra khỏi cái background, hoặc là chúng ta muốn sao nhỉ, chụp xem cảnh xem là cái này mùa đông nó sẽ như nào hoặc mùa hè nó sẽ ra sao thì có thể gọi là tham khảo thôi, chứ những tấm ảnh này mà đem ra để zoom lên để xem chi tiết ấy thì AI của nó làm chưa được các bạn. AI của nó vẫn chỉ là những cái bức ảnh được ghép bằng thuật toán thôi, nên là nó sẽ thiếu đi chữ độ chi tiết. Chúng ta nhìn zoom ra này gần như sẽ không thấy được cái cây trên nóc nhà, nhưng mà quả sự thật là cái trên nóc nhà này nó không có một cái cây nào cả. Đây là chụp ảnh mà bức ảnh mùa đông đó, nhưng mà được cái là nhìn tổng thể bức ảnh thì ui nó đẹp vãi cả nổi luôn. Và mình cũng chụp ảnh cái xe này, mọi người thấy không ạ? Ban đầu cái xe là biển số 60K, nhưng mà khi mà chụp lên ấy thì đây là tấm ảnh mùa đông này, tuyết rơi này, mọi người thấy không ạ? Biển số nó đổi thành một cái số kỳ quặc gì đấy và logo của xe cũng biến mất luôn rồi. Cũng như là một vài cái chi tiết ở bên trên nó sẽ thay đổi, như là cái đèn này, nói chung là nó sẽ ghép hết toàn bộ lại bằng AI. Đấy, có chăng là nó sẽ giữ lại những cái nét lớn, những cái nổi khối lớn thôi. Còn lại anh em thấy này, từ cái background này, tuyết này, các thứ là nó thay đổi hoàn toàn luôn. Đó, nói chung là tính năng AI 4 mùa là một trong tính năng khá là hay. Và anh em có thể là chụp ảnh nghệ, đăng Facebook chụp ảnh chân dung thì được. Chứ còn mà nói về độ chi tiết thì mình đánh giá không cao cho lắm. Ok, tiếp theo sẽ đến về phần camera selfie. Về camera selfie thì mình đánh giá không cao cho lắm. Đáng lý ra là Vivo phải làm tốt hơn ở phần camera selfie. Đấy, tại vì Vivo trước giờ là làm camera selfie rất là tốt rồi. Về cái độ chi tiết ấy, thì nó ở mức là tương đối ổn, nhưng mà khi mình zoom ra những chi tiết ở trên mặt thì nó không được ngon như là Xiaomi, nó không được ngon như là Oppo. Là vì khi mình zoom ra mình cảm thấy nó bị thiếu chi tiết kiểu gì ấy, và nó làm đẹp cũng không tới, mà nó gì nhỉ, làm tự nhiên thì cũng không hẳn tự nhiên, tại vì khi mà zoom ra vẫn cảm thấy là cái râu nó bị bệt bệt. Đấy, chi tiết cái phần gì nhỉ, lỗ chân lông thì nó không nhìn thấy được như là Oppo hoặc là Xiaomi chẳng hạn. Và mình cũng đã chụp những tấm ảnh cận hơn rồi thì mình thấy rằng là nó gần như là bị một cái vấn đề đấy anh em ạ. Đấy, nhưng mà được cái là nhìn ra mặt cũng hồng hào, cũng đẹp, mỗi cái là màu thì nó sẽ không được tươi lắm thôi. Ok,
Đấy, nói về phần camera selfie thì em này cũng rất là may mắn, tại vì đây là một trong những con điện thoại Trung Quốc hiếm hoi mà có khả năng quay video selfie, đó là 4K và 60fps. Trước đây thì đại đa số chỉ là Full HD 30 hoặc là Full HD 60 thôi. Đây cũng là một cái điểm cộng rồi. Về khả năng quay video thì anh em có thể xem lại một cái đoạn video mà mình quay ngắn ở trên nhé. Nói chung là con này khả năng quay video của nó cũng tương đối ổn. Đấy, khả năng chống rung cũng ok. Về khả năng chống rung thì con này mình đánh giá tốt đấy. Khi mà mình di chuyển nhanh này, đấy, quay lên trời này, khi mà lắc qua lắc lại thì nó không gặp tình trạng bị giật. Tuy nhiên ấy, thì với cái con này khi mà anh em quay ở độ phân giải 4K 60fps thì nó sẽ không cho phép chúng ta đổi ống kính. Đây mọi người thấy này, đấy, nếu mà chúng ta quay ở độ phân giải là Full HD 60 thì có thể đổi được từ cam 1x sang cam 0.6 hoặc là cam 3x. Nhưng mà cái con này khi mà chúng ta quay ở độ phân giải là 4K 60 thì nó sẽ không cho phép chúng ta đổi cái ống kính camera đâu, mà nó chỉ sử dụng một ống kính duy nhất mà thôi. Thì đó là một trong những thứ mà mình thấy rằng là chưa bằng so với lại iPhone. Rồi, còn điểm tiếp theo nữa chắc là về phần pin. Thì con này sẽ có một viên pin rất là tốt nha. Dung lượng con này là trên 5000 mAh và nó sẽ có sạc nhanh 100W. Thời gian sử dụng pin trung bình của em này khi mà mình sử dụng ấy thì nó sẽ rơi vào tầm trên 7 tiếng và dưới 8 tiếng. Và mình cũng đã có thử nghiệm chơi game liên tục rồi. Thì nếu mà con này chơi Metal Storm liên tục ấy thì nó sẽ chơi được khoảng tầm là trên 5 tiếng. Nói chung là quá ổn với một viên pin như thế này, và nó đủ để mình dùng trong vòng một ngày. Tốc độ sạc nhanh của con này là 100W, nó cũng khá là nhanh. Mỗi tội là nó không có chuẩn PPS, nên là khi mà anh em dùng con này cho những bộ sạc của MacBook hoặc bộ sạc kiểu Urin 140W các thứ ấy thì nó không dùng chung được. Nhưng mà cái cục sạc của nó lại dùng chung được với lại các máy có hỗ trợ PPS, thế nó mới hay anh em ạ. Nên là anh em nào mà kiểu dùng nhiều máy thì có thể dùng luôn cục sạc của nhà Vivo nhá. Cái cuối cùng mà mình đánh giá chắc là thiết kế của con X100S này đối với cá nhân mình ấy, là nó siêu đẹp. Nó đẹp từ cái phần hoàn thiện cho đến là nó đẹp tất cả mọi thứ luôn ạ. Đấy, hoàn thiện con này thực sự tốt, ít bám mồ hôi vân tay. Cái màu tổng thể của con này mình rất thích, đặc biệt cụm camera của nó làm rất hầm hố, nhìn kiểu chuyên nghiệp ấy, nó không cảm giác bị rẻ tiền. Đấy, khung viền làm rất chắc chắn, cảm giác cầm nắm rất đầm sướng tay. Đấy, nói chung là về thiết kế thì con X100S này mình chỉ có một từ thôi là đẹp, rất hài lòng và không có gì để chê cả. Đấy, cái chê tiếp theo chắc là mình cũng nói luôn là con này cái vân tay của nó đặt hơi nông phía dưới tí, nếu mà lên trên một chút nữa thì nó sẽ là ngon hơn nhiều. Rồi, về phần loa thì con này âm lượng lớn, mình đánh giá khá ok. Về phần loa anh em không chê được đâu. Nói chung ấy, với con X100S này nó sẽ rất là phù hợp cho anh em nào đang cần một chiếc máy mà cái gì cũng ngon. Ngon từ phần camera, ngon đến phần hiệu năng, ngon đến phần pin, ngon luôn cả phần thiết kế, màn hình. Đó, mà giá của nó thì không quá đắt. Mình đánh giá là không quá đắt so với số tiền anh em bỏ ra. Có chăng là nếu mà con này để dùng làm máy chính hoặc là máy quốc tế, hoặc là anh em sử dụng nhiều ứng dụng quốc tế thì nó vẫn hơi gọi là hơi trễ thông báo nhẹ. Đấy, như bây giờ thông báo của nó vẫn còn ngon này, nhưng mà một lát nữa thôi thì có thể là nó sẽ bị mất. Và cũng như là nó tấu hóa trên ứng dụng quốc tế chưa tốt, có thể là TikTok nó không xem, không có giỏ hàng này, chúng ta không xem livestream bán hàng được thì cũng hơi khoai. Đấy, chỉ xem được livestream gọi là gì ạ, livestream của Mèo 24 thôi. Ok, chỉ xem được livestream chơi game thôi. Đấy, ok, anh em nghĩ sao về Vivo X100S? Đừng quên comment nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.